Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy bảo vật có model đó là ZT411 của hãng Yagra. Thì đây là dòng máy in có hiệu suất là in công nghiệp và độ phân giải 600 dpi. Thì hiện tại là độ phân giải 600 dpi đang là độ phân giải cao nhất trên đối với những cái dòng máy bảo vật. Thì thành ra là nó có thể là in được những cái content giả nhỏ, đi kèm với đó là những cái size trừ kích thước trừ rất là nhỏ và những cái bảo vật nhỏ thì mình có thể là in được rõ nét, sắc nét. Nó cũng in được trên chất liệu, rất nhiều chất liệu như là đề ca hoặc là dàn vải hoặc là xi bạc, nó có thể in khá là nhiều chất liệu. Thì mọi người hãy cùng em khám phá chiếc máy này. Thì đây mọi người có thể thấy đây là hình dáng bên ngoài của chiếc máy ZT411 có độ phân giải là 600 dpi nha mọi người. Đây, mọi người nhìn bên ngoài thì chiếc máy nhìn khá là linh lợi. Bên đây là màu xám với là màu bạc với màu xám nha mọi người. Đây mọi người có xem bên trong, đây là bên trong của máy. Đây là cái gác giấy ha mọi người, nó được làm bằng kim loại, hầu hết là mọi cái sườn bên trong của máy là được làm bằng kim loại nên là khá là chắc chắn, ứng dụng được trong những cái môi trường công nghiệp. Thì đây là gác giấy này, nói là đây là gác giấy mình có thể là đạt được cái cuộn giấy 100 đến 150 mét, còn đây là hai trục mực thì mình có thể đạt được cuộn mực là 300 mét hoặc là đến là 450 mét nha mọi người. Đây có một số cái đặc biệt mà mọi người chú ý ha. Đây có cái đèn này, nếu mà mình đóng lại thì đèn nó sẽ tắt này. Nó mà mình mở lên để thay giấy mực thì nó sẽ tự động bật đèn lên. Thì cái này là mục đích nó là để cho hỗ trợ mình có thể sử dụng trong cái môi trường công nghiệp là thiếu ánh sáng ha. Ngoài ra mọi người có thể thấy một số cái chi tiết mà khá hay ở cái dòng máy này, đó là khi mà mình đóng mở nắp lên ha, cái này có thể gặp được này, thật ra là nó tiết kiệm được cái không gian, cái diện tích ở trong cái môi trường mà mình sử dụng ha. Một số cái điểm rất hay đến từ Yagra thiết kế. Đây, kèm với đó là ngoài này mọi người có thể nhìn thấy có một cửa sổ á, mình có thể là nhìn được vào phía bên trong. Mục đích là để mình có thể là nhìn được xem giấy mực và đã hết chưa, hoặc là nó sắp hết chưa để mình có thể sự chuẩn bị để có thể là vận hành tốt nhất. Đó là hay ha, mở nắp lên là đẹp sáng ha. Đi kèm với đó phía trước này mọi người có thể nhìn, đây là cái đầu in của máy. Thì em đang lắp giấy mực này ha, đây là cái đầu in của máy. Đầu in của máy này là có độ phân giải là 600 dpi nha mọi người. Đây là dòng ZT411 của hãng Yagra. Đầu in bản tiêu chuẩn này đang có đó là 4 in tương đương với 100 mm, 104 mm nha. Đây, đây là kích thước chiều rộng của đầu in 4 inch, tương đương 104 mm. Thì đây là bộ phận quan trọng nhất của trong của chiếc máy in. Đây, tiếp theo là đi về phần bên ngoài. Em mọi người có thể thấy là nó có sự cải tiến hơn rất là nhiều so với cái dòng ZT411, đó là cái màn hình cảm ứng nha mọi người. Đó, màn hình cảm ứng này. Với dưới này là có 3 nút để mình sử dụng thôi. Đó nên thành ra là nó rất là thân thiện và người sử dụng có thể rất là dễ sử dụng ha. Có những cảnh báo gì đó thì nó sẽ báo lên trên này, mình có thể xem cái cảnh báo hết giấy hết mực hay là có lỗi gì từ chiếc máy hoặc là từ người sử dụng thì mình xem để mình có thể sửa. Đó thì đây là cái màn hình cảm ứng này. Rồi chiếc máy này thì về phần cổng giao tiếp thì nó có 3 cái cổng giao tiếp chính, đó là cổng USB và thứ hai là cổng USB 2, 3 là cổng LAN, cổng internet đó. Thì thành ra là mình có thể là sử dụng dòng máy này, mình có thể là sử dụng nhiều máy tính khác nhau để in trên cùng một chiếc máy, nhưng không nhất thiết là một máy tính là một máy in, tại vì nó có cổng LAN nên thành ra mình có thể kết nối từ xa và kết nối nhiều máy khác nhau rất là tiện lợi. Mọi người có thể là nhìn lại xem một lần bên ngoài về cái chiếc máy ZT411 của hãng Yagra có độ phân giải là 600 dpi này, nhìn khá là đồ sộ, rất là chắc chắn, đúng theo tiêu chuẩn công nghiệp. Rồi, thì tiếp theo thì mọi người hãy cùng em in test thử để xem về cái khả năng in ấn cũng như là cái tốc độ in của cái dòng máy này. Thì ngay bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn cũng như là cái độ sắc nét của cái dòng máy ZT411 có độ phân giải là 600 dpi của hãng Yagra này nha. Mọi người cùng theo em xem ha. Em sẽ in thử xem khả năng in ấn những cái nét từ nhỏ cũng như là những cái size từ nhỏ mà vật nhỏ ha. Đây mọi người có thể xem ha. Đây là những cái size chữ khá là nhỏ ha. Đây là size 4 này, size 5 này. Size 4, size 5 nhỏ. Những cái mặt vật đây mọi người có thể xem, đây là rất là sáng nét nha. Tại vì đây là dòng máy có độ phân giải là 600 dpi. Độ phân giải 600 dpi là cũng là một trong là độ phân giải cao nhất đối với những cái dòng máy in mặt vật. Đây em sẽ tiến hành in tiếp ha. Thì cái tốc độ in cao nhất của cái dòng máy này đó là 4 in trên 1 giây. Em đang sử dụng với tốc độ là 2 in trên 1 giây. Mình có thể là điều chỉnh được cái tốc độ in tùy phù hợp với lại cái số lượng cần in của mình để ra những con tem hợp lý.
mình có thể là in chữ, in số, in mã vạch hoặc là in những cái ký hiệu hoặc logo màu trắng đen, in mã vạch QR code hoặc là barcode. Mọi người có thể xem trực quan. Nó sẽ tiếp ha, về cái khả năng in ấn của dòng máy này thì rất là tốt rồi. Thực ra nó cũng là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở trên thị trường về cái công nghệ mã số mã vạch, cũng như những chiếc máy in mã vạch và những chiếc máy quét mã vạch. Thì vừa rồi em đã cùng với mọi người khám phá về cái vẻ bên ngoài cũng như là in thử cho mọi người xem về khả năng in ấn của cái dòng máy ZT411 600 DPI của hãng Jetra này. Nếu như doanh nghiệp của bạn hoặc là bạn muốn in những cái dòng những con tem có kích thước nhỏ hoặc là những con tem mà trên đó có nhiều nội dung thông tin và cái size chữ nhỏ ở trên này thì và yêu cầu cái độ sắc nét cao thì cái dòng ZT411 600 DPI này đây là một cái lựa chọn hợp lý để mình có thể là lựa chọn và tham khảo. Nếu mọi người cần tư vấn hoặc là có thắc mắc thì mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioi.com thì để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.